Chương 281, Sắc Phong Thiên Sư. Trương tiên sinh chỉ lơ đến cười trừ, nói đến chuyện này thì thật xin lỗi, gần đây ta luôn phải ở dưới âm ti, thời điểm Diệp Thiên Sư tìm thì ta cũng đang bận rộn công việc dưới đó, mà ta lại không thể phân thân đến nhân gian được. Cuộc chiến vừa rồi ta không giúp tiên sinh được chút nào cũng bởi vì thật sự ta không biết chuyện. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ngài làm quỷ ký vùng này mà lại không biết chuyện sao? Đế thính còn không biết huống chi là ta, thành thật mà nói, tu vi của thất bà quá mạnh mẽ, trận pháp lại có phạm vi lớn, ta căn bản không dám đến gần, dĩ nhiên đối với tình hình lúc đó cũng không biết gì cả. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng không truy cứu nữa, liền nói, lúc nãy ngài có tới trước, việc ta cùng một tiểu cô nương nói chuyện, ngài có biết không? Ta ở bên ngoài có nghe qua, ta chỉ có thể nói cho ngài biết rằng nó đích xác là quỷ ngoại lai từ nơi khác đến, không có sao huyệt ở đây còn những chuyện khác ta không biết. Quỷ ngoại lai. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút rồi nói, nó hiện giờ đang ở đâu? Hiện tại thì ta không biết. Trương tiên sinh nhún vai. Diệp tiên sinh hẳn phải hiểu, quỷ ký không phải là cái gì cũng biết, có một số loại quỷ mà ta căn bản không dám điều tra, thậm chí nếu gặp còn phải trốn đi, nếu không thì làm sao ta có thể sống đến ngày hôm nay? Diệp Thiếu Dương gật đầu, điều này cũng là sự thật, có một số con quỷ tu tà, dĩ nhiên là thần cản sát thần, huống chi quỷ ký chỉ là kẻ trung gian cung cấp thông tin giữa hai giới. Vì vậy quỷ ký chỉ có thể biết thông tin về một số con quỷ và trong phạm vi nhất định, vượt phạm vi đó thì cũng chẳng thể nào biết được chi tiết. Được rồi, việc còn lại ta sẽ tự có kế hoạch điều tra vậy. Diệp Thiếu Dương chậm giọng nói tiếp, đột nhiên ngài tới tìm ta có chuyện gì vậy? Có hai chuyện, thứ nhất ta thay mặt âm ti đến sắc phong Diệp Thiên Sư là câu hồn sách, chính là thứ Diệp Thiên Sư đang giữ. Diệp Thiếu Dương liền thấy buồn cười, đồ đã ở trong tay mình, ngay cả Thôi Phán Quan đến cũng không mang nó đi, một cái chức danh thì có cái gì là phong tặng với chẳng không phong tặng, chẳng qua có một cái danh phận cũng tốt, vì vậy hắn miễn cưỡng gật đầu một cái, cảm ơn. Chuyện thứ hai, mời Diệp Thiên Sư tới địa phủ một chuyến để đăng ký huyền danh, lĩnh Thiên Sư bài. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một lúc rồi lạnh nhạt nói, không đi. Câu trả lời này ngược lại không làm Trương tiên sinh cảm thấy ngạc nhiên, hắn cười cười nói, Diệp Thiên Sư đã ba lần từ chối Thiên Sư bài, chuyện này trước nay chưa từng có, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Đạo pháp vô minh, bất lĩnh nã đông tây. Diệp Thiếu Dương trả lời ngắn gọn. Xin hỏi Diệp Thiên Sư nói tới đạo gì? Đạo của chính ta, không quan hệ tới các người, ta không muốn lĩnh Thiên Sư bài cũng không được sao? Trương tiên sinh nhún vai một cái, cười khổ nói, Diệp Thiên Sư, pháp lực của ngài đã vượt khỏi bài vị Thiên Sư rồi, ngài từ chối lĩnh Thiên Sư bài thì pháp lực không ảnh hưởng nhưng âm đức thì không thể tích lũy thêm được nữa. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta không đến âm ti làm quan thì còn cần âm đức làm gì? Trương tiên sinh ngạc nhiên, liếc nhìn Tiểu Mã đang đứng như trời trồng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Mã lập tức khoát tay, các người cứ trò chuyện, cứ làm như ta không tồn tại đi. Trương tiên sinh vung tay lên một cái, một luồng khí vô hình tràn ra, bao quanh Tiểu Mã làm hắn bất động tại chỗ. Trương tiên sinh lúc này mới yên tâm nói, Diệp Thiên Sư, Thôi Phán Quan phái ta tới báo với ngài một tiếng, địa khí đã loạn, ngài hãy chuẩn bị cho sớm. Diệp Thiếu Dương cau mày, ta không hiểu, ngài có ý gì? Ta cũng không biết rõ, dù sao thì Thôi Phán Quan đã nói, để cho ngài chuẩn bị sẵn sàng sau đó dẫn ngài đi làm một chuyện đại sự. Đại sự gì? Trương tiên sinh nhún vai, không biết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, đoạn nói, được rồi, chờ lúc nào rảnh rỗi ta sẽ đến âm ti một lần rồi tự mình hỏi rõ sự việc. Đúng rồi, ngài là quỷ ký, sao lại làm việc cho Thôi Phán Quan? Trương tiên sinh nhún vai một cái, không còn cách nào khác, một quỷ sai mới đây phạm âm luật đã bị ngài đánh chết, vậy nên hiện tại tạm thời không đủ quỷ sai, ta đành bất đắc dĩ tạm thời làm người đưa tin. Ta đi đây, Diệp Thiên Sư nhớ đốt tiền vàng nến hương cho ta nhé, ha ha. Nói xong, hắn hóa thành một làn khói xanh từ từ tan biến. Tiểu Mã lập tức tỉnh lại nhìn ngang liếc dọc rồi mê mang nói, mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Quỷ ký đâu rồi? Đi rồi, mới vừa rồi cậu bị hắn phong ấn thần thức. Vừa rồi tôi đã đồng ý đâu mà hắn dám phong ấn thần thức của tôi. Hắn lợi hại hơn cậu, phong ấn cậu thì đã sao? Tiểu Mã nổi cáu nói, lợi hại là có thể tùy tiện khi dễ người khác như vậy hả? Còn gì là nhân quyền nữa hả? Diệp Thiếu Dương đáp,
hắn ta đâu phải là người, cần gì phải tôn trọng nhân quyền, không phục thì cậu đi đánh nhau tay đôi với hắn đê. Tiểu Mã hừ một tiếng, tức giận nói, một ngày nào đó lão tử sẽ cho hắn nếm thử một chút lợi hại của lão tử đây. Đi thôi, đến bệnh viện thăm tên hòa thượng thối kia. Diệp Thiếu Dương nói xong, xoay người đi vào phòng, đột nhiên từ ngực trái ánh lên một đạo kim quang, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đưa tay sờ tới thì thấy một vật gì đó cứng cứng, hắn rút ra nhìn. Thì ra là khối thiên sư bài, nó đang tỏa kim quang chói mắt, một hồi lâu sau mới tan hết. Ngoài cửa sổ, thanh âm của Trương tiên sinh thản nhiên, Diệp thiên sư, Thôi phán quan đã có lệnh, bất kể thế nào thì cũng phải đưa ngài thiên sư bài. Nếu ngài không nhận, ta bất đắc dĩ phải kích hoạt thiên sư bài trên người ngài, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Diệp thiên sư, hẹn gặp lần sau, thanh âm ngày càng xa, lần này hắn đi thật. Bị chơi rồi, Diệp Thiếu Dương bực tức nhìn thiên sư bài trong tay. Vật này không tốt sao? Tiểu Mã tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương cầm thiên sư bài, thở dài nói, bao nhiêu đạo sĩ phấn đấu cả đời cũng chỉ vì để có cơ hội nhận được vật này, sao có thể nói là không tốt được? Vậy sao cậu lại không muốn? Tiểu Mã càng thêm nghi ngờ hỏi. Không phải là không muốn, mà là không muốn có vào lúc này. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, thiên sư bài tôi không đi lĩnh, cũng không ai có thể cướp đi, sớm muộn gì cũng là đồ của tôi, chẳng qua ta không muốn lĩnh quá sớm là vì một khi lĩnh thiên sư bài thì đồng nghĩa với đón nhận việc sắc phong của âm ti, tương lai sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái tìm đến, mất hết cả tự do. Tiểu Mã gãi đầu, có thể có chuyện phiền toái gì chứ? Những chuyện xảy ra tại nhân gian như hạng bạc, thi vương xuất hiện, âm ti không thể giải quyết thì sẽ giao cho những kẻ được sắc phong, từ chối thì không tiện, ai bảo ngươi đã tiếp nhận sắc phong của âm ti chứ? Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài, cũng tại tôi quá cẩn thận, cứ vẫn giữ cái thiên sư bài này trong người, bây giờ thì bị người ta kích hoạt, đồng nghĩa với việc ghi danh lên khối thiên sư bài này. Cái thứ đồ chơi này cả đời chỉ có một, nếu ném đi thì sau này âm ti sẽ không phát ra cái thứ hai, không thể không dùng. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cất thiên sư bài đi, kêu Tiểu Mã thu dọn đồ đạc. Lúc ra tới cửa, Tiểu Mã cau mày nói, Tiểu Diệp tử, cái thiên sư bài này rất có thể là của tổ tiên cậu, bây giờ cậu lại dùng nó, cậu không thấy chuyện này rất trùng hợp sao? Diệp Thiếu Dương đột nhiên giật mình đứng lại, một luồng điện chạy xẹt qua đầu hắn, hắn rùng mình một cái, nghĩ, đúng vậy, nếu không phải mập mạp nhắc nhở thì mình đã quên mất rồi. Chuyện này đúng là trùng hợp một cách đáng sợ, mình đầu tiên ngẫu nhiên có được khối thiên sư bài này, sau đó lại mở ra lấy được tàng thiên của thiên thư. Bây giờ, nó cứ như vậy lại trở thành thiên sư bài bổn mạng của mình. Mấu chốt chính là, trên thiên sư bài còn khắc một chữ Diệp, giống như từ đầu đã chuẩn bị cho mình. Là trùng hợp hay là cơ duyên? Vẫn còn nguyên nhân nào đó ẩn chứa trong việc này. Đế Thính, một loại thần thú trong Phật giáo và thần thoại Trung Quốc, là thú cưỡi của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng thường được chạm khắc bên sườn ngài. Nó được miêu tả có đầu hổ, thân rồng, tai chó, đuôi sư tử. Tương truyền nó cũng là loài thần thú khi nằm rạp xuống có thể nghe thấy tất cả sự vật trên thế gian, từ tiếng động có thể phân biệt thiện ác, hiền ngu. Một dị bản khác trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Đế Thính là một viên phán quan dựa vào khẩu cung của âm hồn mà có thể phân biệt thật giả, đúng sai. Ngài cũng có một cái tai rất to. Câu hồn sách, một chức danh phong tạm cho Diệp Thiếu Dương vì hắn đã giữ dây câu hồn. Thôi phán quan, phán quan, còn gọi quỷ phán quan. Trong thập điện Diêm La, ở hai bên của mỗi vị Diêm Vương tại mỗi điện đều có một vị phán quan phụ tá xử lý phiên tra công việc các vong hồn và chịu trách nhiệm thẩm tra các u hồn được dẫn đến âm phủ. Phán quan có thể phân làm bốn loại, thưởng thiện ti, phạt ác ti, tra sát ti và thôi phán quan. Ba tên đầu là chức danh, chỉ có chức cuối cùng thì thấy xuất hiện nhiều trong các thư tịch. Như trong Tây Du Ký cũng như truyền thuyết của các địa phương thường hay có tên vị này. Tương truyền thôi phán quan tên là Giác, người sống dưới thời Tùy Đường. Vào năm 633, niên hiệu Trinh Quán thứ 7, nhà Đường, ông ra làm quan huyện lịnh Trường Tử, Lộ Châu. Có thuyết cho rằng ông ban ngày quản lý việc dương gian, tối xét xử các quan hồn dưới âm phủ, sai khiến người và quỷ, có năng lực như thần minh. Trong dân gian có nhiều truyền thuyết về việc xử án của Thôi Giác, trong đó có vụ án làm sáng tỏ con hổ làm thương tổn người được lưu truyền rộng rãi nhất. Truyền thuyết kể rằng nơi giáp giới phía tây nam huyện Trường Tử và sông Thấm có một dãy núi lớn, tên là Điêu Hoàng Lãnh, xưa kia nơi đó thường có thú dữ xuất hiện,
Một hôm, có chàng tiều phu lên núi đốn củi, không may bị con mãnh hổ ăn thịt. Người mẹ quá chồng hay tin đau lòng không muốn sống nữa, bèn lên huyện đường kêu oan. Thôi Giác tức khắc phát lệnh bài, sai lính tên Mạnh Hiến cầm điệp phù lên núi bắt cọp. Hiến lấy điệp phù ra đọc tụng trước miếu sơn thần và dân cúng trước án thần, khi ấy có một con cọp từ sau miếu lũi trốn ra. Hiến bèn dùng linh phù bắt con cọp dẫn về huyện đường. Thôi Giác tức thì thăng đường, liệt kê tội phạm do con hổ gây ra từ trước đến nay, khi nghe mỗi tội như vậy, con hổ đều cúi đầu nhận chịu. Cuối cùng, ông phán quyết rằng, ăn thịt mạng người, tội không thể tha. Con hổ nghe vậy đập đầu vào bậc cấp mà chết. Sau khi Thôi Giác qua đời, bá tánh đều lập miếu thờ ông ở khắp nơi. Tuy nhiên, cũng có thuyết nêu lên tên bốn vị phán quan có tên gọi hơi khác là chưởng hình phán quan, coi về hình phạt, chưởng thiện bộ phán quan, coi về hồ sơ việc thiện, chưởng ác bộ phán quan, coi về hồ sơ việc ác, và chưởng sanh tử bộ phán quan, coi về hồ sơ sống chết, trong đó vị cuối cùng là thủ lãnh tất cả. Tương truyền vị danh thần nhà Tống là Bao Thanh Thiên cũng đã từng làm việc dưới âm phủ, có tên là Trương Bảo, chuyên giám sát những người vượt ngục, trông coi hồ sơ sanh tử của con người và tuyên phạt những cực hình. Hình tượng các vị phán quan thường được tạc có đội mũ mềm trên đầu, mang cân đai, chân mang đôi hài mũi đen, trừng con mắt sáng quắc, tay trái cầm sổ thiện ác, tay phải cầm cây bút sinh tử. Chương 282, Đạo Tâm. Đối với chuyện Thiên Sư bài, mặc dù Diệp Thiếu Dương thấy nó rất thần kỳ và dường như đằng sau nó có một nguyên nhân thần bí nào đó, nhưng do không có chút đầu mối nào có thể điều tra được, thế nên hắn đành phải tạm gác lại không nghĩ đến nữa. Ra khỏi cửa, Tiểu Mã đề nghị bắt taxi đến thẳng bệnh viện nơi Đặng Vĩnh Thanh nằm nhưng liền bị Diệp Thiếu Dương gạt bỏ, trước tiên hắn phải đến ngân hàng để kiểm tra lại số tiền trong tài khoản cái đã. Chẳng may dịch vụ chuyển tiền bị lỗi, tiền không được chuyển đến tài khoản của tôi thì làm sao? Diệp Thiếu Dương không yên lòng nói, kể từ khi biết Trang Vũ Ninh đã chuyển khoản cho mình, trong lòng hắn luôn canh cánh việc này. Tiểu Mã nghe xong muốn xỉu tại chỗ, hệ thống ngân hàng nhà người ta không phải nói có lỗi thì sẽ có lỗi, mà nếu thật sự có lỗi rồi thì tiền sẽ được gửi trở về tài khoản chủ, cô ấy chắc chắn đã sớm phát hiện ra. Cũng không hẳn là như vậy, dù sao tôi phải tận mắt kiểm tra thì mới yên tâm. Tiểu Mã không còn cách nào với cái tên ham tiền này, đành phải cùng với Diệp Thiếu Dương bắt xe tới ngân hàng gần nhất. Diệp Thiếu Dương kiểm tra tài khoản kỹ lưỡng, tổng cộng có 34,5 vạn, nhẩm đi nhẩm lại cả chục lần, đến khi chắc chắn là không có sai sót thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái, hỏi Tiểu Mã, tiền để trong ngân hàng chắc chắn sẽ không thất lạc, có đúng không? Đậu xanh, nếu không yên tâm thì cậu mang hết về nhà mà để. Tiểu Mã không chịu nổi phát cáu. Vậy không được, để ở nhà thì lấy đâu ra tiền lãi? Được rồi, cậu thắng. Tiểu Mã hoàn toàn cạn lời. Rời ngân hàng, hai người lúc này mới đón xe chạy đến bệnh viện. Dọc đường đi, Tiểu Mã hăng hái ba hoa giới thiệu cho Diệp Thiếu Dương biết các thứ linh tinh liên quan đến Trang Vũ Ninh. Diệp Thiếu Dương căn bản không có tâm tư nghe, hắn chỉ chú tâm đến con ác quỷ theo ám trên người Trang Vũ Ninh, không có chút hứng thú với cô nàng. Đến bệnh viện, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Mã, hai người đi thẳng tới phòng của Đặng Vĩnh Thanh. Mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều, chẳng qua tinh thần cũng không đến nỗi tệ, trên cổ cuốn một lớp băng gạc, hắn đang thu dọn đồ đạc. Thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, Đặng Vĩnh Thanh hơi sửng sốt một chút, trong mắt xuất hiện tia xấu hổ. Diệp Thiếu Dương thấy thế liền mỉm cười với hắn, chủ động lên tiếng, cảm thấy thế nào rồi? Không sao rồi, giờ đang định làm thủ tục xuất viện. Đặng Vĩnh Thanh để sắp y phục xuống, đi tới máy nước uống rót hai ly nước mời Tiểu Mã và Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhận lấy ly nước, nói, huynh chỉ ở đây một mình. Lúc trước Chu Tiểu Thư có mời một người hộ tá đến giúp ta, hai ngày nay ta thấy mình có thể đi lại được nên cho hắn đi rồi. Tránh lãng phí tiền của người ta, trong lòng ta cũng thấy không thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhìn một vòng quanh căn phòng, trong phòng bệnh đầy đủ hết các đồ đạc dụng cụ, trông rất sang trọng, so với một khách sạn hạng sang cũng không khác biệt. Hắn liền nghĩ thầm đây nhất định cũng là do Chu Tĩnh Như đã bỏ tiền ra sắp xếp. Hắn ngồi xuống ghế salon bọc da, cả người liền lún thật sâu vào trong ghế, cảm giác thật sự rất thoải mái, ngẩng đầu nhìn Đặng Vĩnh Thanh, nói rằng, sau khi ra viện, huynh định làm gì? Trở về Lạc Già Sơn, chính thức xuất gia. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã liếc mắt nhìn nhau, nói với Đặng Vĩnh Thanh, xuất gia không phải là chuyện nhỏ, huynh nên suy nghĩ cho thật kỹ. Ta vốn muốn xuất gia,
chỉ là còn một chút chuyện ràng buộc với Thất Bà Bà, đạo tâm bất ổn. Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, ta cũng có thể an tâm mà tu hành. Đằng Vĩnh Thanh cười cười, cúi người xuống bái lễ với Diệp Thiếu Dương, đa tạ ân cứu mạng của Diệp Thiên Sư, việc ta bị thương là tự ta chuốc lấy, thế nhưng mấy ngày nay cẩn thận suy nghĩ lại, không cảm thấy là mình đã làm sai. Diệp Thiếu Dương cười, nghe Đặng Vĩnh Thanh nói tiếp. Nhưng nếu ta đứng ở lập trường của huynh suy nghĩ thì lại cảm thấy huynh mới làm đúng, chuyện này rất mông lung, sau khi về núi, ta nhất định sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Ta tin rằng một khi thông suốt, đạo tâm của ta nhất định sẽ có một bước tiến lớn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đồng ý với câu nói cuối cùng của hắn. Đặng Vĩnh Thanh lại tiếp, sư phụ ta bản lĩnh hơn ta rất nhiều, sau này nếu Diệp Thiên Sư có việc gì khó khăn, có thể đi Lạc Già Sơn gặp sư phụ ta, đảm bảo nhất định sẽ có thu hoạch. Diệp Thiếu Dương cười cười, khó khăn của ta, chỉ có tự ta giải quyết được. Đặng Vĩnh Thanh gật đầu, không nói gì nữa. Dọn dẹp xong căn phòng, Đặng Vĩnh Thanh quyết định rời đi ngay. Trước khi đi, hắn muốn mời mọi người ăn một bữa cơm chia tay, vì vậy Diệp Thiếu Dương giúp hắn gọi mấy cuộc điện thoại hẹn mấy người bạn gặp nhau tại quán ăn gần bệnh viện. Đây là lần đầu tiên mọi người lại tụ họp sau khi phá ngũ quỷ bàn sơn trận, mọi người vẫn vậy, chỉ có thiếu đi Đàm Tiểu Tuệ. Ai cũng tự hiểu trong lòng, không nói ra, thế nhưng trong lòng vẫn có chút buồn thương tiếc. Đặng Vĩnh Thanh rót rượu cho mọi người, sau đó không đợi ai mời, tự rót cho mình một chén. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn hắn, nói, huynh chẳng phải không thể uống rượu hay sao, tại sao bây giờ không ai ép mà cũng tự nguyện uống? Chỉ lần này thôi, sau khi về núi Quy Y, ta sẽ trì giới, không bao giờ uống nữa. Rượu thì không được, nhưng cậu nhất định sẽ làm hòa thượng ăn mặn. Lão Quách nhiệt tình nói, khẽ nheo mắt rồi thì thầm vào tai Đặng Vĩnh Thanh điều gì đó, Đặng Vĩnh Thanh liền đỏ bừng mặt, liên tiếp khoát tay. Không được không được, ta đã phá tửu giới, sao có thể, sau này cậu xuất gia rồi, cả đời này cũng không còn cơ hội nào nữa đâu, hãy coi như lần này là một trải nghiệm đi. Mọi người nghe lời này thì cũng hiểu được lão Quách xui Đặng Vĩnh Thanh đi làm cái chuyện gì. Tạ Vũ Tình dùng sức đá một cái vào chân lão Quách, nói, đúng là cái lão già không đứng đắn, muốn chết có phải không, có muốn ta cho lên đồn cảnh sát không hả? Lão Quách lúc này mới nhớ ở đây còn có cảnh sát, liền nghiêm mặt nói rằng, Tạ cảnh sát chớ có hiểu lầm, không phải như cô nghĩ đâu, là ta muốn dẫn hắn đi đánh bạc mấy đêm, thân là nam nhân, làm sao có thể chưa bao giờ đánh bạc. Tạ Vũ Tình ngẩn người, cả giận nói, đánh bạc cũng không được, cũng là phạm pháp. Sau khi cắm cúi ăn một hồi, Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện cổ mộ liền hỏi Tạ Vũ Tình cùng lão Quách, hai người nói rằng đã theo lời hắn dặn dò, diệt cương thi và phong tỏa cổ mộ. Nói đến chuyện này, có chuyện huynh phải nói cho đệ biết. Lão Quách nói, huynh ở trên núi đã gặp gã Tứ Bảo Pháp Sư, hắn cùng huynh xuống núi rồi mời huynh uống rượu. Hắn nói rằng muốn ở lại Thạch Thành một thời gian, giới thiệu chỗ nào cho gã khai quan. Diệp Thiếu Dương liền nhớ tới chuyện người sống hóa xác, liền nói, có cơ hội huynh dẫn đệ tới gặp hắn một chút, có một số chuyện đệ muốn hỏi hắn. Lão Quách gật đầu nói, huynh biết chỗ hắn ở, nếu đệ muốn đi thì cơm nước xong chúng ta sẽ đi ngay. Diệp Thiếu Dương nói, bây giờ thì không được, đệ có chuyện cần phải làm. Nghe lời này, mọi người đều giật mình, hỏi hắn có chuyện gì phải làm. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tiểu Mã đã hưng phấn tuôn ra một tràng về việc Trang Vũ Ninh mời Diệp Thiếu Dương bắt quỷ, việc thấy Diệp Thiếu Dương lợi hại như thế nào, cho nên Trang Vũ Ninh đã xin Diệp Thiếu Dương đến nhà cô ở cùng và làm cận vệ cho cô mà không chú ý tới hai vị mỹ nhân đang dài mặt ngồi ngay bên cạnh. Nghe hắn nói xong, Tạ Vũ Tình ngoài cười nhưng trong không cười, đã xoáy Diệp Thiếu Dương, được mỹ nhân hẹn hò, lại còn là một nữ minh tinh, ngươi phải tận dụng thật tốt cơ hội này nha tên vô lại, sau khi chuyện thành công, người ta xúc động, có khi lại lấy thân mình báo đáp ấy chứ. Chương 283, căn biệt thự bí ẩn. Diệp Thiếu Dương muốn đùa một chút, liền nói, có lẽ là vậy. Tiểu Mã được đà liền đổ thêm dầu vào lửa, đúng vậy, người ta là nữ minh tinh, dáng dấp đẹp như tiên, lại có tiền, không để ý đến lời chọc giận. Chu Tĩnh Như cười nhạt nói, cô ta thì có bao nhiêu tiền chứ? Cái này, tôi xem trên báo nói rằng nàng ta giàu lắm, có rất nhiều tiền. Chu Tĩnh Như liền nói, tôi biết nhà cô ta, cha cô ta làm ăn ở bên ngoài, quả thật cũng có chút tiền lẻ. Tiểu Mã bất mãn vì thần tượng bị nói như vậy, liền nói, người ta là nghệ sĩ, làm sao mà dùng vật chất tầm thường đong đếm được.
Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, không có tiền lót đường thì một tiểu cô nương làm sao có thể nổi tiếng như vậy, với lại cô ta mới chỉ tham gia một cuộc thi bình thường, còn lâu mới xứng là ngôi sao lớn. Tương lai cô ta như thế nào, làm sao mà biết được chứ? Ngừng một chút, nàng nói thêm, trong nhà có tiền, lại đẹp như vậy, muốn vào showbiz là chuyện dễ dàng. Người thật sự giàu có thì sẽ không đâm đầu vào ngành giải trí như vậy, có phải không Chu tiểu thư? Chu Tĩnh Như mỉm cười, nói với Diệp Thiếu Dương ca, anh giúp nàng bắt quỷ thì muội ủng hộ, thế nhưng không cần thiết phải làm hộ vệ cho nàng đâu. Nàng là người của giới showbiz, dễ gây sự chú ý của truyền thông, đến lúc không may tạo ra scandal thì cũng không tốt, dù sao huynh cũng là một thiên sư, cũng nên thanh cao một chút. 30 vạn anh trả lại cho nàng là được. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói, Thiếu Dương ca, nếu anh thật sự muốn tiền thì hãy làm hộ vệ cho muội, muốn bao nhiêu tiền thì anh cũng chỉ cần nói một tiếng. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, khoát tay một cái nói, vô công bất thụ lộc, tôi đến làm cận vệ cho nàng ta thật sự là có nguyên nhân, xong chuyện tôi liền rời đi, sao có thể làm hộ vệ lâu dài cho nàng được. Nói xong đột nhiên nghĩ đến việc mình có làm hộ vệ cho người ta hay không thì đối với hai tiểu mỹ nhân này đâu có quan hệ gì, cớ sao hai nàng lại muốn cản phá mình. Thật không hiểu nổi. Chu Tĩnh Như thấy hắn nói như vậy, tiếp tục phản đối thì thật vô lý, suy nghĩ một hồi nói, vậy cũng tốt. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như hỏi Đặng Vĩnh Thanh có muốn đi tới chỗ nào thì nàng sẽ giúp hắn đặt vé máy bay. Đặng Vĩnh Thanh cảm ơn, nói rằng hắn không muốn trở về Lạc Già Sơn ngay mà muốn vừa đi vừa du lịch một phen. Vì vậy Chu Tĩnh Như gọi xe riêng đưa hắn ra bến xe. Sau khi từ giã mọi người, Đặng Vĩnh Thanh kéo Diệp Thiếu Dương ra một góc rồi nói, Diệp Thiên Sư, huynh trảm yêu trừ ma mặc dù là chuyện đương nhiên, nhưng chém giết quá nhiều, bên trong cơ thể nhất định sẽ sinh ra lệ khí ngày càng nặng, đối với người tu hành thì sẽ không tốt. Theo như cách nói của Phật gia chúng tôi thì có nghĩa là ma tính sẽ lớn dần, huynh phải nghĩ biện pháp thanh trừ mới được, nếu không sau này sẽ rất dễ nhập ma. Diệp Thiếu Dương liền hỏi, làm thế nào có thể thanh trừ? Giảm bớt giết chóc, giữ vững tín ngưỡng của bản thân, dùng sức mạnh của tín ngưỡng mà đối kháng với ma tính. Tôi nói tín ngưỡng ở đây không phải là tôn giáo mà chính là đạo tâm của huynh. Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi chỉ hơi mông lung về con đường sau này thôi, nhưng đạo tâm của tôi rất vững chắc. Lời ấy là, đối phó quỷ yêu, có thể không giết thì không giết, đáng giết thì quyết không lưu tình. Đây chính là quan điểm của tôi, tuy tàn nhẫn nhưng lại đơn giản và hữu dụng. Đặng Vĩnh Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi liền niệm một câu Phật hiệu, sau đó cúi người lên xe, chỉ quay đầu lại nói một câu, ta ở Lạc Già Sơn chờ huynh. Diệp Thiếu Dương gật đầu một cái, trông theo bóng xe khuất dần về phía xa. Khi trở lại mọi người nói vài câu, sau đó mỗi người một hướng. Chu Tĩnh Như vốn định lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đến nhà Trang Vũ Ninh nhưng Diệp Thiếu Dương thấy với thái độ của nàng, nếu gặp Trang Vũ Ninh nhất định không hợp mặt, liền cự tuyệt, tự mình bắt xe rời khỏi. Bởi vì không chịu nổi Tiểu Mã hết xin xỏ rồi cầu nhau nên hắn đành cùng Tiểu Mã đến nhà Trang Vũ Ninh. Hai người ngồi trong xe taxi, tìm được đến nhà Trang Vũ Ninh theo như địa chỉ, là vị trí trung tâm một khu đô thị hạng sang. Sau khi đi vào, hai người băng qua các dãy nhà cao tầng hết sức sang trọng, đến một mảnh biệt thự. Bên trong khu biệt thự, các ngôi nhà đều có hình dáng như nhau, đều là nhà ba tầng, có sân rất lớn. Diệp Thiếu Dương dựa theo số tiền nhà, tới một nhà có mặt trước kiểu Âu liền bấm chuông. Thì ra Tiểu Vũ Vũ lại ở đây. Tiểu Mã cảm khái nói, nơi này giá phòng rất đắt, biệt thự thì càng không phải nói, ít nhất cũng 2-3 triệu, quả nhiên là người có tiền. Trang Vũ Ninh ra mở cửa nhà, nàng mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà, đứng nép sau cánh cửa, nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhẹ, mời hắn vào trong. Thấy Tiểu Mã nàng sửng sốt một chút, Diệp Thiếu Dương liền nói, đây là trợ thủ của tôi, cùng tôi đến. Tiểu Mã liền vênh mặt, híp mắt ra bộ thần bí khó lường, cười cười nói, vô lượng thọ Phật, khiến Diệp Thiếu Dương tí thì ngã sấp mặt. Trang Vũ Ninh liền nhiệt tình mời bọn họ vào trong nhà, dẫn tới phòng khách, sau đó vào phòng bếp pha trà chuẩn bị tiếp đón. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Trang Vũ Ninh không có đây, trừng mắt nhìn Tiểu Mã một cái, mắng, cậu giả bộ đạo sĩ thì cũng phải làm cho giống chứ, mới vừa rồi cậu đọc cái gì thế? Vô lượng thọ Phật, có vấn đề gì hả? Tiểu Mã ngơ ngác hỏi lại. Vô lượng thọ Phật là Phật ngữ, đạo gia nói là vô lượng thiên tôn, cái này mà còn nói sai thì đúng là quá đáng quá rồi. Vãi chưởng. Tiểu Mã nói không nên lời một lát sau, Trang Vũ Ninh bưng khay trà đến, hướng hai người cười,
xin lỗi, ngại quá, tôi không hay uống trà, cũng rất ít tiếp đãi khách, cho nên ấm chén lâu rồi không dùng. Ba người vừa uống trà vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương quan sát gian phòng, phú lệ đường hoàng nhưng không xa hoa mà hiện lên một nét nghệ thuật thanh nhã, liền thuận miệng hỏi, Trang tiểu thư chẳng lẽ ở một mình? Gọi tôi là Vũ Vũ đi, cha mẹ tôi bận việc ở bên ngoài, tôi học đại học nên ở một mình. Nhà lớn như vậy, thế nào ngay cả người giúp việc cũng không có. Trang Vũ Ninh có vẻ mất tự nhiên, tôi không thích cùng người khác ngủ cùng một chỗ, nên có mời một bà thím. Mỗi sáng tới quét dọn một lần. Uống xong trà, Trang Vũ Ninh dẫn bọn họ lên lầu 2, chia cho Diệp Thiếu Dương một phòng riêng biệt. Diệp Thiếu Dương đem đồ đạc để xuống, hỏi nàng, vậy cô ngủ ở đâu? Tôi ở lầu 3. Cho tôi lên xem phòng cô một chút. Cái này, Trang Vũ Ninh tỏ ra có chút phân vân. Tiểu Mã cười nói, Tiểu Diệp Tử, người ta là con gái nhà lành, cậu không thể tùy tiện vào phòng người ta được. Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm hắn một cái, đoạn nói, cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy? Tôi không vào thì làm phép thế nào được? Trang Vũ Ninh nghe hắn nói vậy, đành bất đắc dĩ dẫn họ lên trên lầu. Hai người vừa lên lầu 3, lập tức cả kinh. Lầu 3 có một căn phòng rất lớn bày đầy đủ các loại nhạc cụ, nhất là một chiếc cây đàn dương cầm màu trắng lớn, làm mọi người rất chú ý. Ở gần chỗ dương cầm là một sân khấu nhỏ đầy đủ thiết bị âm thanh. Đây là mô hình nhỏ của một thính phòng, tôi có thói quen ở trên sân khấu này luyện múa và luyện hát, mô phỏng cảm giác biểu diễn thực trên sân khấu. Trang Vũ Ninh dẫn bọn hắn đi xuyên qua phòng thanh nhạc, đi tới một gian phòng nhỏ bên cạnh, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, đây chính là phòng ngủ của tôi, các anh đợi một lát, tôi vào dọn dẹp qua một chút. Nói xong, nàng liền vào trong phòng và đóng cửa lại, đợi khoảng 10 phút thì cửa mở, Trang Vũ Ninh đi ra, giơ ra hiệu cho bọn họ chờ thêm chút nữa rồi cầm một cái túi trên tay đi xuống lầu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chăm chú nhìn cái túi cho đến khi Trang Vũ Ninh đi khuất. Tiểu Mã nhìn hắn, cười cười trêu, trong túi nhất định là nội y của nàng, sao cậu không kiểm tra một chút đi? Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt trầm giọng, mắt vẫn hướng về phía Trang Vũ Ninh rời khỏi, cái túi đồ kia có vấn đề, trong đó có mùi tro hương, hơn nữa còn lưu lại một tia quỷ khí, chương 284, quỷ tới đêm mưa. Tiểu Mã Mã ngẩn người ra hỏi, sao lại có thể như thế? Tôi biết sao được. Diệp Thiếu Dương vốn định đi xuống tìm Trang Vũ Ninh để kiểm tra cái túi thế nhưng nghĩ tới việc nàng đã buộc chặt miệng túi, lại mang nó xuống dưới nhà thì hiển nhiên nàng không muốn hai người thấy đồ vật bên trong. Nếu mình nhất quyết muốn xem, nàng lấy cớ bên trong túi là nội y hoặc cái gì đó tương tự thì quả là không tiện. Nên hắn đành nuốt ý định ấy vào lòng. Chẳng qua chuyện này lại tạo ra một nghi hoặc lớn trong lòng hắn, hắn bắt đầu suy đoán, Trang Vũ Ninh có phải là có chuyện gì đó gạt mình. Một lúc sau Trang Vũ Ninh lại bước lên lầu lần nữa, mời bọn họ vào phòng ngủ của mình. Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía một lượt, căn phòng không lớn, thiết kế rất ấm cúng, so với phòng ngủ của tiểu thư khuê các khác thì cũng không có gì bất đồng. Tiểu Mã nghĩ đến mình có một ngày được đi vào phòng ngủ của thần tượng, kích động không chịu được liền lén lấy điện thoại chụp hình, bị Trang Vũ Ninh nhìn thấy tức giận ngăn lại. Diệp Thiếu Dương theo một mùi hương nhàn nhạt tới một hộc tủ trước mặt, quay đầu hỏi, tôi có thể xem qua cái hộc tủ này một chút được không? Trang Vũ Ninh đỏ mặt lắc đầu, thật ngại quá, bên trong là một ít nội y với các vật phẩm riêng tư của tôi, thật không tiện cho lắm. Nghe vậy, Diệp Thiếu Dương không kiên trì đòi xem nữa, liền lấy ra đấu mực, kéo chu sa tuyến một đầu cuốn chuông kinh hồn rồi treo ở cửa sổ ban công, quay sang Trang Vũ Ninh nói, chiếc chuông kinh hồn này đối với tất thảy quỷ yêu, tà linh đều có phản ứng. Một khi chuông kinh hồn vang lên, tôi nhất định sẽ có cảm ứng, lập tức có thể đi lên trợ cứu nên cô không cần lo lắng. Trang Vũ Ninh cảm kích gật đầu một cái, nói, Diệp tiên sinh có còn linh phù trấn yểm có thể trấn trạch thì dán nhiều nhiều một chút được không? Tôi cố ý không dán bất kỳ lá phù nào chính vì để con quỷ có thể yên tâm đi vào, như vậy mới có cơ hội ra tay xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa rồi xoay người đi ra ngoài. Trang Vũ Ninh tiễn bọn họ xuống tới lầu 2, liền hỏi, Diệp tiên sinh còn có chuyện gì khác muốn nói sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, ban ngày có thể con quỷ sẽ không xuất hiện, thế nhưng nếu cô muốn ra ngoài vào ban này thì đừng nên đi vào những nơi tối tăm ít người, đó là những nơi nhiều khí âm. Bùa hộ mệnh của cô lại chỉ còn có một tia linh khí, tôi đoán chừng cũng không cầm cự được quá lâu. Thế nên mỗi đêm cô phải trở lại nhà,
tránh việc ở bên ngoài gặp chuyện không hay, lúc đó thì mọi chuẩn bị đều uổng phí. Trang Vũ Ninh gật đầu, tôi không qua đêm bên ngoài, hơn nữa gần đây tôi muốn ở nhà luyện giọng, chuẩn bị cho đêm chung kết nên không đi đâu cả. Tiểu Mã có cơ hội là lập tức nhảy vào nịnh, Vũ Vũ tôi tin tưởng cô nhất định có thể đoạt chức vô địch. Tôi sẽ huy động 500 anh em bầu cho cô. Cảm ơn. Trang Vũ Ninh nhoẻn cười, lấy ra hai chiếc chìa khóa và một cái thẻ, giao cho Diệp Thiếu Dương, đây là chìa khóa cổng, các anh có thể tự do ra vào. Mỗi ngày tôi đều đặt đồ ăn từ bên ngoài mang tới, tôi ăn uống cũng không theo giờ giấc cố định nên các anh cứ tự nhiên gọi đồ nhé, tiểu khu bên ngoài kia là khu ăn uống, thứ gì cũng có bán. Tôi nghỉ trưa một lát, hẹn gặp lại các anh vào tối nay nhé. Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ của mình, Tiểu Mã lập tức theo sau, phi một mạch lên giường nằm kền ra giữa, cảm khái nói, thật là không thể nghĩ có một ngày được ngủ lại nhà của Vũ Vũ, cái cảm giác này thật là khiến tôi kích động quá đi mất. Biến ngay. Muốn ngủ thì về phòng cậu mà ngủ, tôi đi liền, buổi tối hẹn với Vũ Vũ, vừa đúng cho cậu cơ hội gặp mặt riêng, hãy nắm bắt cơ hội này nhé. Biến đây. Tiểu Mã vừa cười đê tiện vừa rút về phòng mình. Diệp Thiếu Dương đóng cửa, đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lầu dưới đối diện với sân, toàn bộ khuôn viên của căn biệt thự được rào lại bằng hàng rào trắng kiểu Tây, bên trong trồng một ít hoa trên thảm cỏ xanh, một con đường nhỏ bằng đá vụn thông đến vườn hoa, cắm một cái ô che nắng rất lớn, bên dưới có một cái bàn nhỏ và mấy chiếc ghế. Nhìn rất trang nhã. Diệp Thiếu Dương liền dùng thuật phong thủy bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm tính toán liền thất kinh, đây là một âm dương giới cục, âm khí quá thịnh, thất tinh tụ hội. Cách cục này chính là một âm trạch trong phong thủy. Chẳng qua chính giữa sân cỏ là một con đường nhỏ, làm cho cục diện phong thủy bị đứt đoạn. Có lẽ nào nơi này từng là nghĩa địa? Trang Vũ Ninh từng mời thầy phong thủy đến phát hiện ra cục diện và tìm cách để khắc phục việc này. Diệp Thiếu Dương trầm tư một lúc, quyết định tạm thời không trực tiếp đi hỏi nàng mà chỉ âm thầm điều tra. Do buổi trưa uống chút rượu, có chút choáng váng nên Diệp Thiếu Dương lên giường ngủ một mạch. Chạng vạng tối, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tối, tính ra ngoài ăn chút gì đó. Hắn xuống đến lầu 1, mở cửa, nghĩ rằng từ đây đến tiểu khu ẩm thực đằng kia không xa, liền định đi bộ tới đó. Chẳng ngờ vừa ra đến sân, liền phát hiện có hai đôi nam nữ đang ngồi ở bộ bàn ghế đá nhỏ trong vườn hoa, Trang Vũ Ninh cũng ngồi ở đó. Nàng thấy Diệp Thiếu Dương liền lập tức đi tới, tủm tỉm cười, Diệp Thiên Sư tới thật đúng lúc, giới thiệu cho ngài mấy vị bằng hữu của tôi. Diệp Thiếu Dương biết những người kia nếu không phải là người trong showbiz thì cũng là loại lắm tiền nhiều của, cũng không muốn quan tâm tới, chẳng qua là đã gặp thì ít nhất cũng nên chào hỏi xã giao. Vì vậy liền đi theo Trang Vũ Ninh tới phía họ. Trang Vũ Ninh rất nhiệt tình mời hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá, sau đó giới thiệu qua loa với hắn một chút, Diệp Thiếu Dương chỉ nhớ mang máng tiểu mỹ nữ mắt to tên là Hoàng Thiểu Hoa, còn hai gã kia thì không buồn nhớ, hắn cảm thấy không có hứng thú. Chẳng qua hai tên này lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, mang theo địch ý không chút kiên kỵ, soi từ đầu đến chân Diệp Thiếu Dương. Vị này là pháp sư đúng không? Ngươi thật sự biết bắt quỷ sao? Một gã mặc đồ tây trắng hỏi. Đối với loại người không biết lễ nghĩa thế này, Diệp Thiếu Dương căn bản không thèm để ý, đến nhìn một cái cũng không thèm khiến gã mặc đồ trắng cảm thấy khó chịu, quay đầu hỏi Trang Vũ Ninh, vị đại sư này dám đến đây làm phép, khẳng định bản lĩnh phải không nhỏ, có thể xuất thủ biểu diễn chút bản lĩnh để cho người trần mắt thịt chúng tôi xem một chút được không? Trang Vũ Ninh liền nói, đừng có nói nhảm. Diệp tiên sinh là cao nhân, nơi này lại không có quỷ, làm sao có thể tùy tiện xuất thủ? Tôi tin Diệp tiên sinh là cao nhân. Gã gầy còn lại lên tiếng, nhìn Diệp tiên sinh mặc một cây hàng sơn trại thì biết ngay. Có người bình thường nào dám mặc như vậy? Chỉ có cao nhân chân chính, không màng miệng lưỡi thiên hạ mới dám mặc, dù sao thì cũng không sợ bị chê cười. Tên mặc tây phục màu trắng lắc đầu một cái, hướng Trang Vũ Ninh nói, Vũ Vũ, cô nhìn người cẩn thận một chút, dạo này mất đứa trẻ trâu lừa gạt rất nhiều, chúng nó lừa tiền thì cũng thôi, chỉ sợ lúc vào đến nhà mình không có ý tốt. Cái gì ý nhỉ? À đúng không? Tôi không phải nói là trẻ trâu lừa đảo, nhưng nếu không xuất thủ biểu diễn một chút thì làm sao chúng tôi có thể đại khai nhãn giới? Trang Vũ Ninh đứng lên, tức giận nói, các người nói năng lung tung cái gì thế, Diệp tiên sinh là khách của tôi, các người còn sàm ngôn thì hãy nhanh đi về đi.
thấy nàng bên vực Diệp Thiếu Dương, hai gã kia càng khó chịu. Tên mặc đồ trắng lấy từ trong ví ra một xấp ngân phiếu, tiện tay rút mấy tờ đưa tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, giả bộ thân thiết nói: Diệp tiên sinh là đại sư, không thể để ngài tay không làm phép, không biết số tiền này có đủ để mời Diệp tiên sinh xuất thủ không? Diệp Thiếu Dương chỉ cười nhạt, cảm thấy tên này ngu tới mức đáng thương. Lúc này thì tiểu mỹ nhân có cặp mắt bồ câu cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy bực tức nói với tên mặt tay phục trắng: đủ rồi đấy Chu đại thiếu, mặc dù Diệp tiên sinh không phải người có tiền, nhưng như vậy thì sao? Ngươi cũng không thể dùng tiền mà vũ nhục người khác như vậy. Rồi quay sang Diệp Thiếu Dương ân cần nói: Diệp tiên sinh, tôi tin tưởng ngài, xin ngài không cần phải cùng hắn phân rõ trắng đen làm gì cả. Cảm ơn cô. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười ôn hòa rồi xoay người đi. Lúc này thì ngoài biệt thự có tiếng xe hơi đổ, tiếp đó là một giọng nói ôn nhu của nữ nhân vang lên: đây là nhà của Trang Vũ Ninh sao? Vì hàng rào gỗ thưa và cổng đang mở, nên có thể nhìn rõ bên ngoài là một chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ. Xe của ai vậy? Gã mặc tây phục trắng đứng lên hỏi một tiếng. Su A 520. Gã gầy đứng bên cạnh hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói: hình như là xe của Chu tiểu thư. Trang Vũ Ninh cũng hơi sửng sờ, đáp một tiếng: tôi là Trang Vũ Ninh, xin hỏi vị nào ở ngoài vậy? Cửa xe mở ra, một tiểu mỹ nữ dáng cao cao bước xuống xe, chính là Chu Tĩnh Như. Trang Vũ Ninh ngẩn người, vội ra tiếp đón, nhiệt tình chào hỏi: thì ra là Chu tỷ tỷ, sao tỷ lại biết ta ở đây? Cho người đi dò hỏi. Chu Tĩnh Như không lạnh không nhạt trả lời. Hai gã thanh niên kia lập tức đứng lên, xí sớm muốn cùng Chu Tĩnh Như chào hỏi, nhưng hai tên đó lại không biết thái độ của Chu Tĩnh Như với mình thế nào, không dám mạo hiểm lên tiếng chào, với tầng lớp của bọn gã còn không đủ để cho Chu Tĩnh Như để mắt tới. Chu tỷ tỷ mời vào trong ngồi. Trang Vũ Ninh cùng Hoàng Thiểu Hoa nhiệt tình cùng Chu Tĩnh Như chào hỏi, dù gì các nàng cũng là tiểu thư danh giá, cũng đều là nhà có điều kiện và của cải. Thế nhưng để so sánh với một đại gia chân chính như Chu gia thì thật sự giống như đom đóm so với mặt trăng. Bởi vậy thái độ của họ đối với Chu Tĩnh Như cũng rất mực khách sáo và tôn kính. Tôi không đến đây để nói chuyện, tôi đến tìm người. Chu Tĩnh Như nhìn Trang Vũ Ninh nói: Thiếu Dương ca của tôi có ở đây không? Thiếu Dương ca? Trang Vũ Ninh sửng sốt một chút, không đợi tinh thần của nàng hồi phục lại, Diệp Thiếu Dương gạt mọi người tiến ra, hướng Chu Tĩnh Như gãi gãi đầu nói: sao muội lại tới đây? Sợ huynh không quen với chăn nệm nơi này nên muội tự mình mang một bộ đến đây. Chu Tĩnh Như mở cốp xe lấy ra một bộ chăn gối đưa đến cho Diệp Thiếu Dương. Chăn gối được bọc kỹ trong túi chân không nên không thể biết được chất liệu cũng như giá trị của chúng, nhưng do Chu Tĩnh Như đưa tới thì giá trị không thể là nhỏ được. Mà quan trọng nhất là do chính Chu Tĩnh Như tự mình mang đến. Đưa đồ cho Diệp Thiếu Dương xong, Chu Tĩnh Như tiến lại gần hơn, âu yếm đưa bàn tay trắng nõn lên nhẹ nhàng bẻ lại cổ áo sơ mi cho hắn, ôn nhu nói: huynh mang đồ vào nhà đi, rồi muội dẫn huynh đi ăn tối. Diệp Thiếu Dương đành bưng chăn gối vào phòng, mấy người kia tự động tránh đường cho hắn, khuôn mặt ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, không nói nổi một lời. Nhất là Trang Vũ Ninh, khuôn mặt nàng có chút lúng túng. Chu Tĩnh Như nhìn nàng cười: Vũ Vũ muội muội, đừng cảm thấy lạ, Thiếu Dương ca ca của tôi rất kén chọn chỗ nghỉ ngơi, không phải tôi nói đồ nhà cô không tốt, chẳng qua tôi lo huynh ấy không quen mà thôi. Trang Vũ Ninh liền nói: Chu tỷ tỷ khách khí quá rồi. Nàng cũng chỉ thầm cười khổ. Đợi một lúc, Diệp Thiếu Dương đi ra, Chu Tĩnh Như cùng hắn trực tiếp ngồi lên xe. Chu Tĩnh Như còn vẫy tay chào một cái với đám Trang Vũ Ninh trước khi rời đi. Chuyện này làm sao có thể? Chu đại tiểu thư đặc biệt đích thân mang đồ ngủ đến cho hắn. Gã mặc đồ tây trắng đợi xe đi khuất rồi mới đủ dũng khí đứng lên, bực tức nói: bọn họ có quan hệ như thế nào vậy? Trước đó có nói giúp cho Diệp Thiếu Dương, bây giờ Hoàng Thiểu Hoa ngược lại cảm thấy hả giận, cười lạnh một tiếng: quan hệ thế nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Người như thế nào thì mới được Chu đại tiểu thư đích thân mang chăn gối đến? Gã mặc tây phục trắng nhìn mấy tờ ngân phiếu vẫn trên tay, nghĩ đến biểu hiện trước đó của mình, cảm thấy da mặt tê rần rần, thở dài, lẩm bẩm nói: không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, với yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như chở hắn đến tiểu khu ẩm thực ở gần đó, ăn qua loa vài thứ. Vừa hay khu này lại có công viên, hai người ăn xong liền đi dạo, trò chuyện linh tinh một hồi rồi chia tay, Diệp Thiếu Dương bảo Chu Tĩnh Như lái xe về còn hắn tự mình đi bộ. Cửa biệt thự đã đóng.
Diệp Thiếu Dương dùng chiếc chìa khóa Trang Vũ Ninh đưa để mở cửa rồi đi lên lầu 2, phát hiện Trang Vũ Ninh một mình ngồi ở trên ghế ở ban công, trong tay đang cầm một hộp kem. Diệp tiên sinh, lại đây ăn kem. Diệp Thiếu Dương đi tới, cầm lấy một ly kem. Trang Vũ Ninh nói, chuyện lúc trước, thật xin lỗi Diệp tiên sinh. Không sao, chuyện lúc nãy không quan hệ tới cô. Những chuyện nhỏ như thế này Diệp Thiếu Dương căn bản không để trong lòng. Trang Vũ Ninh mỉm cười với hắn, mặc dù Chu tiểu thư đích thân đến tôi cũng cảm thấy hơi mất mặt, nhưng có thể dọa chết hai tên khốn kia thì tôi còn thấy vui vẻ hơn. Diệp tiên sinh không biết vẻ mặt của hai tên đó lúc huynh rời khỏi như thế nào đâu. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Trang Vũ Ninh cười phá lên. Diệp Thiếu Dương hơi thấy lạ, nhìn nàng hỏi, đó không phải là bạn của cô sao? Thiếu Hoa là bạn của tôi thôi, còn hai tên khốn kia thì không phải. Tôi không có chút hảo cảm nào với bọn chúng cả, anh Vũ nhục bọn chúng thế nào tôi cũng không ngại. Diệp Thiếu Dương nói, tôi không hiểu, nếu cô đã không thích bọn chúng thì cần gì phải tiếp đãi chúng như vậy. Nhắc tới việc này, Trang Vũ Ninh lập tức dừng cười, bất đắc dĩ thở dài, một tiểu cô nương từ nơi khác, chân ướt chân ráo tới nơi này, lại bị cuốn vào thế giới giải trí thì nhất định phải giữ quan hệ với giới thượng lưu. Cho nên dù có ghét bọn họ thì bên ngoài vẫn phải xã giao. Cái này, Diệp tiên sinh không hiểu đâu. Tôi cũng không muốn hiểu, phức tạp quá. Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, dưới ánh trăng lẳng lặng quan sát tiểu mỹ nhân trước mặt. Bất luận nhìn như thế nào, nàng đều không giống một thiếu nữ 17-18 tuổi. Trang Vũ Ninh xoay đầu lại nhìn hắn, Diệp tiên sinh cùng Chu tiểu thư có quan hệ như thế nào vậy? Bạn tốt. Trang Vũ Ninh nở một nụ cười đầy thâm ý, là bạn tốt thật sao? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, là bạn thân, không phải là cái cô đang nghĩ trong đầu đâu. Trang Vũ Ninh cười nhẹ không đáp lời nữa. Ăn hết ly kem, Diệp Thiếu Dương trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ xong liền cảm thấy chán, bèn lấy ra bản chép lại cách vẽ bùa mà hắn đã ghi lại lúc trước sau khi rời khỏi thiên sư bài. Quyết định chọn hai loại bùa tương đối đơn giản, luyện tập cách vẽ tới tận đêm khuya. Tới lúc mệt nhoài lên giường đi ngủ thì bỗng bên ngoài lại vang lên tiếng Dương Cầm trầm bổng. Trong lòng chợt động, Trang Vũ Ninh trễ như vậy mà vẫn còn luyện đàn sao? Nghĩ đến việc trong căn biệt thự chỉ có hai người là mình và Trang Vũ Ninh, Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác lạ kỳ, cũng không muốn nghĩ nhiều liền trùm chăn ngủ. Đến ngày thứ hai, Tiểu Mã đã gõ cửa phòng Diệp Thiếu Dương, vừa tiến vào liền nháy mắt cười, thế nào rồi? Tối qua thành công chứ? Thành cái đầu nhà cậu. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Tiểu Mã cười hắc hắc, nói: mới vừa rồi tôi đến, Trang Vũ Ninh nói rằng trưa nay mời chúng ta ra ngoài chơi, cậu đi không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát, quả thật cũng không có việc gì làm vì vậy liền đáp ứng. Đáng tiếc là ông trời không giúp, bọn họ vừa ăn cơm xong thì bỗng nhiên mây mù kéo đến, gió cuộn từng cơn rồi mưa bắt đầu rơi xối xả, sau tuy có ngớt một chút nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tạnh ngay. Hai người bọn họ không còn cách nào hơn là cùng Trang Vũ Ninh lên lầu 3, ngồi bên cửa sổ ngắm màn mưa giăng mù mịt, lạnh giá bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ nhỏ. Trang tiểu thư, tối qua lệ quỷ kia còn bám lấy cô không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi. Không có, từ khi Diệp tiên sinh ra tay, tôi không cảm thấy có người luôn nhìn chằm chằm mình nữa, ngủ cũng ngon. Trang Vũ Ninh thật lòng khen một câu, tất cả đều do Diệp tiên sinh giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương bảo nàng lấy bùa hộ mệnh ra, hắn nắm trong tay, dùng cương khí dò xét một lần, phát hiện quỷ khí bên trong khối kê huyết thạch đậm hơn, trong lòng khẽ động. Chắc chắn buổi tối hôm qua, quỷ đồng kia đã tới. Hơn nữa không cũng không ngừng cho quỷ khí ăn mòn chiếc bùa, dù hơi có chút giật mình, nhưng tất cả những chuyện phát sinh này vẫn còn nằm trong dự tính, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Vì không muốn Trang Vũ Ninh lo sợ nên hắn cũng không muốn nói ra chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, nói với Trang Vũ Ninh, trời mưa khiến âm khí nặng thêm, đêm nay cô cẩn thận một chút. Nghĩ nghĩ, thò tay đi bắt Trang Vũ Ninh tay. Diệp tiên sinh, anh. Tới khi Trang Vũ Ninh phản ứng lại thì tay nàng đã bị hắn nắm lấy. Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều lời, lấy ra một cái bút chu sa từ dây lưng, vẽ một đạo chưởng tâm lôi vào lòng bàn tay nàng. Trang Vũ Ninh lúc này mới kịp phản ứng, cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn cúi đầu vẽ phù với ánh mắt chuyên chú, lại cảm thấy tay mình được hắn cầm thật ấm áp, trong lòng lướt qua một cảm giác khác thường. Đạo chưởng tâm lôi này, cô đừng tẩy sạch,
ngộ nhỡ có khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi không tới kịp. Cô cứ hà một hơi vào lòng bàn tay, sau đó đánh lên người quỷ, có thể tạm thời bức lui nó. Trang Vũ Ninh mở ra bàn tay, nhìn ấn đồ song ngư trong lòng bàn tay, ngạc nhiên hỏi, tại sao phải hà hơi, nguyên lý là gì? Chưởng tâm lôi phải dùng dương khí kích phát, nên người bình thường cũng có thể dùng. Dương khí con người có từ 3 ngọn mệnh đăng, ai cũng đều chỉ có 3, cho nên cô chỉ có thể dùng tâm lôi 3 lượt, không phải đến thời điểm mấu chốt đừng không được sử dụng. Trang Vũ Ninh nói, sau 3 lượt thì phải làm sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, trước khi cô dùng hết 3 lượt, tôi nhất định sẽ tới. 2 giờ sau mưa mới ngừng, nhưng sắc trời vẫn còn u ám, thời tiết hiển nhiên không thích hợp đi ra ngoài chơi. Ba người đành phải ở lại nhà. Trang Vũ Ninh đàn piano, Diệp Thiếu Dương tuy không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn cảm thấy trong tiếng đàn có một chút phiền não và u buồn, không biết là do khúc nhạc hay do tâm tình của nàng. Sau khi ăn xong bữa tối, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ của mình, tiếp tục định tập vẽ phù tới tận đêm khuya. Đột nhiên tất cả tối sầm do bị cúp điện, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng lên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn tất cả các hộ xung quanh cũng đều tối đen. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới yên lòng lại, thầm đoán là sao bảo dây điện có chỗ nào đấy bị đứt, hơn nửa đêm khẳng định cũng không có người đến sửa, đành phải giữ cửa sổ, lên giường ngủ. Không tới 30 phút sau khi hắn nằm ngủ, trời lại tiếp tục mưa to. Ầm, một tia sét kèm theo tiếng sấm rền vang khiến Trang Vũ Ninh bừng tỉnh, nàng ngồi dậy, mở điện thoại xem giờ là 0 giờ 30 phút. Ngoài cửa sổ mưa gió mạnh, mưa càng thêm nặng hạt đập vào cửa kính, phát ra một tiết tấu quỷ dị. Trang Vũ Ninh lập tức cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, thò tay bật đèn, đèn không sáng. Bị cúp điện rồi. Trang Vũ Ninh thầm nghĩ, thuận tay mò tới điều khiển TV trên đầu giường, ấn nút nguồn mở TV, muốn thử xem bị cúp điện thật hay do đèn điện bị hỏng. Phải mất vài giây TV sáng dần lên, xuất hiện vài điểm trắng trên màn hình. Trang Vũ Ninh hơi ngạc nhiên, tín hiệu không tốt. Nhưng đây lại là Internet TV mà, cũng không phải truyền hình cáp, dù tín hiệu sai cũng không xuất hiện mấy đốm trắng như TV cổ chứ. Ngay lúc nàng vẫn còn nghi hoặc, màn hình TV sáng dần lên, xuất hiện hình ảnh. Trang Vũ Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, không còn thấy buồn ngủ, cũng không quản ngày mưa bão không nên sử dụng đồ điện. Nàng tựa lưng vào đầu giường, chờ màn hình từng chút một hiện rõ hình ảnh, tất cả vẫn chỉ là hai màu đen trắng, lờ mờ dưới bầu trời có một đoàn người cầm đèn lồng đang đi lên núi, hình ảnh không rõ nét, màn hình lại ở xa nên không thấy rõ khuôn mặt họ, chỉ có thể dựa vào hình dáng và độ dài của tóc mà phán đoán. Đoàn người đều có cả nam cả nữ. Trong đó có mấy người thổi kèn già nam, một điệu nhạc buồn từ âm ly truyền tới, khiến người nghe sởn gai ốc. Trang Vũ Ninh bèn chuyển kênh, cuối cùng màn hình vẫn là hình ảnh đen trắng, vẫn là mấy người vừa rồi. Họ đang mang một cổ quan tài, chuẩn bị đào mộ hạ huyệt. Trang Vũ Ninh lại chuyển kênh. Hình ảnh thay đổi, xuất hiện trong một căn phòng là một nữ nhân tóc dài, ngồi trên một cái ghế đẩu, trong ngực ôm một đứa bé. Cô ta cầm trong tay một cái châm cỡ lớn, đang khâu trên mặt đứa bé. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, hình ảnh cũng kém, căn bản không thấy rõ hình dáng của đứa bé. Trang Vũ Ninh hoài nghi đó là một con búp bê vải. Hình ảnh diễn ra thật lâu, nữ nhân kia vẫn liên tục mây. Hình ảnh quỷ dị này làm cho Trang Vũ Ninh cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác bất an. Nàng lại chuyển kênh, nhưng như kênh đã bị khóa, hình ảnh cũng không thay đổi. Sau đó màn hình TV dừng lại, không xuất hiện hình ảnh nữa. Có chuyện gì đã xảy ra? Trang Vũ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này mới phát hiện màn hình không có biểu tượng kênh, không có bất cứ thứ gì. Nàng vội vàng đi đến trước TV, ý định rút ổ cắm. Khi liếc nhìn ổ điện khiến nàng kinh ngạc, trong đầu như vang lên một tiếng nổ, trời đất quay cuồng, nàng ngây người nhìn chằm chằm vào ổ điện trống không, cùng phích cắm TV ở phía sau. TV vốn không cắm điện. Trang Vũ Ninh chậm rãi lui về phía sau, ngồi thất thần trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Trên màn hình, hình ảnh càng lớn dần, tới khi xuất hiện con búp bê vải kia, đó là một khuôn mặt của đứa bé nam, nó nhắm mắt lại, trên mặt rất nhiều vết thương, có vài vết đã được khâu lại. Từng đường khâu rất thô như những con rết đen ngòm trên khuôn mặt trắng của con búp bê. Nữ nhân vẫn cầm chiếc châm lớn, khâu chỉ đen lần lượt xuyên qua khuôn mặt trắng của búp bê vải, dần khâu kín hai miệng vết thương. Màn ảnh lại dần dần chiếu cảnh tới gần hơn,
Đúng vào lúc này, nữ nhân quay về phía màn ảnh, chậm rãi hất tóc lên, hướng về phía Trang Vũ Ninh nhếch miệng mỉm cười. Khuôn mặt ả rõ ràng giống hết khuôn mặt nàng. Không, đó chính là mặt nàng. Không đợi Trang Vũ Ninh kịp phục hồi từ trong sự sợ hãi, búp bê vải trong màn hình đột nhiên trợn mắt, một đôi mắt toàn tơ máu. Nó mở miệng, nhìn nàng cười một tràng cười quái dị. Tiếng cười không phải từ tivi truyền tới mà sau lưng nàng cũng có. Trang Vũ Ninh đột nhiên quay người, thấy thân ảnh màu trắng của một đứa bé nam, trong màn mưa nó đang đưa hai tay vuốt lên cửa sổ. A a a, Trang Vũ Ninh hét lên, lùi mấy bước về sau, ngã xuống giường. Lúc này đứa bé kia đã mở được cửa sổ, lách được thân thể vào bên trong, cánh tay nó đụng phải chỉ đỏ của Chung Kinh Hồn. Lập tức có tiếng nổ lớn, đứa bé nhanh chóng biến mất, tivi cũng tắt, trong phòng chỉ còn lại bóng tối. Tất cả sự việc như chưa từng phát sinh. Ngoài cửa sổ gió giật mưa táp, một tia sét ngẫu nhiên rạch ngang bầu trời, chiếu sáng khắp căn phòng trống rỗng, không có gì dị thường. Trang Vũ Ninh ngồi run lẩy bẩy trên giường, đột nhiên nghĩ ra, cầm điện thoại lên, run rẩy bấm số Diệp Thiếu Dương. Sau vài giây, điện thoại kết nối cuộc gọi, Trang Vũ Ninh mếu máo nói, Thiếu Dương ca, quỷ đồng kia tới rồi, nhanh tới cứu tôi. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chỉ truyền tới một tiếng thúc thích của trẻ con, sau đó vang lên một tiếng gọi khiến người khác kinh sợ, mụ mụ, mụ mụ. A a a a. Trang Vũ Ninh kêu to, ném điện thoại đi, lùi thẳng về phía góc tường, chỉ một tiếng két vang lên, cửa sổ được mở ra, một cái đầu trẻ con tóc ngắn tới ngang tai lách vào từ cửa sổ. Chuông kinh hồn không ngừng vang lên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên bừng tỉnh, nhắm mắt lại, dùng thần thức dò xét một lần, nghe thấy tiếng vang của chuông kinh hồn bèn cả kinh. Hắn không nghĩ rằng quỷ đồng lại tới nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương vội vàng xuống giường, may mắn vì phòng ngừa có chuyện xảy ra nên lúc ngủ hắn cũng không cởi thắt lưng, nhanh chóng mặc quần áo, cầm theo ba lô và đạo bào. Vừa ra khỏi cửa đã đụng vào một cái bóng đen, hắn định động thủ thì tiếng Tiểu Mã, Tiểu Diệp Tử, là tôi. Diệp Thiếu Dương giật mình, nhìn rõ Tiểu Mã mới nói, cậu làm gì ở đây? Tôi nghe có tiếng bước chân mới mở cửa xem có chuyện gì, vừa thấy Vũ Vũ chạy xuống, cho nên muốn đánh thức cậu hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe lại, dưới lầu chính xác truyền đến một tiếng bước chân gấp gáp, vội vàng theo cầu thang xuống tầng, Tiểu Mã theo sát phía sau. Đi tới lầu 1, lập tức một cơn cuồng phong xen lẫn hạt mưa cuốn tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại đã thấy cửa ra hoa viên đã mở, một bóng người mặc áo ngủ màu đỏ đang siêu vẹo cố gắng chạy trốn trong hoa viên, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Là Vũ Vũ, muộn như vậy cô ấy ra ngoài làm gì? Tiểu Mã ngạc nhiên nói. Diệp Thiếu Dương không trả lời, tranh thủ thời gian đuổi theo, lớn tiếng gọi tên Trang Vũ Ninh bảo nàng dừng lại. Trang Vũ Ninh lại cứ như không nghe thấy gì, mở cổng, không ngừng sải bước chạy ra ngoài. Hai người Diệp Thiếu Dương đành phải chạy theo, bão tố không ngừng ập xuống, hai người cũng chẳng quan tâm, chỉ đuổi theo thân ảnh của Trang Vũ Ninh tới một tiểu khu nhỏ, đêm khuya đường đi tối đen, Trang Vũ Ninh tiến vào trong màn đêm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cô ấy đi đâu vậy? Tiểu Mã lau nước mưa trên mặt, la lớn bên tai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nào biết cô ấy muốn đi đâu, nhanh chóng suy nghĩ kỹ lại mấy biện pháp tìm người, sau đó lại từ bỏ suy nghĩ. Trong đêm tối lại có bão như thế này, rất nhiều đạo thuật không thể sử dụng. Đúng lúc này truyền tới tiếng trẻ con khóc từ một hướng khác. Diệp Thiếu Dương vội đi tới, tiến vào một hoa viên nhỏ trong vườn bên đường, liếc thấy Trang Vũ Ninh đang dùng hai tay che mặt, chạy qua phía dưới một bức tượng. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy ra một lá linh phù, vạch đầu ngón tay, vẽ lên trên vài nét, lập tức ném nó vào trong nước, ngón tay cái chỉ xuống trong nước, lẩm nhẩm, thiên địa vô cực, thái nhất sinh thủy. Cấp cấp như luật lệnh. Linh phù kia chẳng những không bị mưa làm hỏng, ngược lại chảy nhanh theo dòng nước, tới thẳng hướng Trang Vũ Ninh biến mất. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt niệm chú, chờ giây lát, cảm nhận được biến hóa của linh phù, cảm thấy đã hơi chắc chắn, thở hắt ra rồi nói, cuối cùng cũng tìm được cô ấy. Đi thôi. Nói xong rảo bước đuổi tới. Tiểu Mã theo sát phía sau, vừa chạy vừa buồn bực hỏi, linh phù kia thật kỳ quái, chẳng những không hỏng trong nước, còn có thể theo nước mà đi, nó là gì vậy? Đó là phù thái nhất sinh thủy, chuyên dùng trong nước, có thể tìm theo khí tức sinh hồn của người cần tìm. Diệp Thiếu Dương thông qua sự định vị của thái nhất sinh thủy phù, dẫn Tiểu Mã một hơi đuổi theo, chạy qua mấy phố,
dần dần đi đến hướng ít người, càng đuổi càng buồn bực, tốc độ chạy của Trang Vũ Ninh sao nhanh vậy? Kể cả bị quỷ nhập, cũng không hợp đạo lý, chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên trong lòng Diệp Thiếu Dương xẹt qua một ý niệm hoài nghi, nhưng sau đó lại không chấp nhận, bởi vì theo khí tức Thái Nhất Sinh Thủy phù truyền đến, đích thực là khí tức của sinh hồn Trang Vũ Ninh, vì vậy yên tâm đuổi theo. Tại lầu 3 của biệt thự, cửa sổ đã hoàn toàn mở ra, đứa bé kia cuối cùng cũng kéo đứt dây của chung kinh hồn tiến vào trong phòng, tứ chi đặt trên sàn nhà. Thời điểm này Trang Vũ Ninh đã hoàn toàn bị dọa đến ngây ngốc, núp ở góc giường. Mắt nàng thấy một đứa bé trắng như giấy từng chút một bò tới. Nó bò với tư thế rất quái dị, thân thể gần như dán sát trên mặt đất, giống một loài bò sát, chân tay bò xuề ra bốn phía. Mỗi một bước bò tới, các đốt xương kêu lục cục, ngón tay nó cào trên sàn nhà tạo ra thanh âm xoẹt xoẹt, càng khiến cảnh tượng quỷ dị thêm vài phần. Nó leo đến tận bên giường, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, ngồi ở trước mặt Trang Vũ Ninh, nghiêng đầu, mở một đôi mắt to đẩy tia máu nhìn nàng. Trang Vũ Ninh cực kỳ sợ hãi phát hiện nó không có miệng. Đột nhiên, cơ mặt của quỷ đồng hoạt động, vị trí miệng mở ra một cái khe, toát dài đến bên tai, máu cùng một chất lỏng màu xanh quyện vào nhau, theo vài cái răng nanh trắng chảy ra. Mụ mụ. Trong miệng nó phát ra một tiếng nỉ non, sau đó giang hai cánh tay, tới gần Trang Vũ Ninh, tựa như muốn tiến tới trong lòng của nàng. Trên ngực Trang Vũ Ninh truyền đến một tiếng trắc, một luồng ánh sáng màu tím phát ra trước ngực nàng. Trang Vũ Ninh bèn hiểu ra là cái bùa hộ mệnh đã vỡ. Tại thời khắc đáng sợ này, Trang Vũ Ninh đột nhiên nhớ lại lời Diệp Thiếu Dương dặn dò. Nàng hà hơi vào tay phải, sau đó giơ tay lên, dùng sức đánh vào mặt quỷ đồng. Một cảm giác tê dại truyền đến từ lòng bàn tay, quỷ đồng kêu lên thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt. Sau đó lăn xuống, chui vào gầm giường. Dục vọng muốn được sống khiến Trang Vũ Ninh khôi phục lại mấy phần khí lực. Nàng nhảy xuống giường, giày cũng chẳng đeo, bổ nhào về phía cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa, kéo một phát. Cảm ơn trời đất, cửa mở ra được. Trang Vũ Ninh một mạch chạy đến lầu 2, tới trước cửa phòng Diệp Thiếu Dương, định giơ tay gõ cửa kêu cứu. Nàng lập tức kinh hãi, cửa phòng đang mở, Diệp Thiếu Dương không ở bên trong. Nàng lại đến phòng của Tiểu Mã, cũng trống không. Diệp Thiên Sư, Diệp Thiên Sư. Trang Vũ Ninh liên tiếp kêu vài tiếng, không có phản ứng. Đúng lúc này, một tiếng bước chân truyền tới từ lầu 3, một cái chân trắng nõn đang bước xuống cầu thang. Trang Vũ Ninh chỉ đành chạy đến lầu 1, thấy cửa cũng đã mở, tranh thủ thời gian chạy ra. Bên ngoài dù gió táp mưa sa, làm ướt hết đồ ngủ của nàng, nhưng nàng vẫn không chút do dự chạy trốn, Diệp Thiếu Dương đã không có trong nhà, lưu lại chỉ có chờ chết. Nàng chạy thẳng đến phòng bảo vệ, điên cuồng gõ cửa, lớn tiếng gọi cứu mạng. Cửa phòng bảo vệ mở ra. Chương 288, cửa xoay đoạt mệnh. Một người bảo vệ khoảng ngoài 50 tuổi đi tới, thấy bộ dạng chật vật của Trang Vũ Ninh, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng. Tôi xin ông, mau giúp tôi báo động, nhanh đưa tôi đi. Bảo vệ đã lấy điện thoại di động ra, lại nghe thấy nàng nói một tiếng, có quỷ truy sát tôi. Lập tức sửng sốt, nhìn Trang Vũ Ninh với ánh mắt giống nhìn bệnh tâm thần. Đúng lúc này, từ hướng nàng đi tới, truyền tới âm thanh của một người đi bộ. Lúc này đã quá nửa đêm, mà trời lại mưa to, quả là chẳng bình thường chút nào. Lão bảo vệ lấy đèn pin, chiếu tới, dưới ánh đèn xuất hiện một đứa trẻ trắng nõn, đi chân trần trong nước. Trang Vũ Ninh lập tức hét lên, quỷ, nó chính là quỷ đó. Quỷ. Lão bảo vệ cười, thầm nghĩ cô nương này chắc tinh thần có vấn đề, một đứa bé như vậy sao có thể là quỷ. Nhưng ông ta vẫn băn khoăn tại sao một đứa bé đã quá nửa đêm vẫn ở bên ngoài, hơn nữa không mặc quần áo, cũng không có ô dù gì cả. Vì vậy bước tới, lầm bầm trong miệng, đứa nhỏ này, sao đi một mình lúc nửa đêm? Đột nhiên ông ta đứng khựng lại, bởi vì lão phát hiện đứa bé này có điểm kỳ quái, hai con mắt của nó rất lớn, nhưng lại vừa mảnh vừa dài, cách nhau rất xa, hơn nữa dưới ánh đèn, hai con mắt nó chiếu lại hai tia sáng màu đỏ rực. Quan trọng nhất là nó không có miệng. Ôi mẹ ơi, cái quái gì đây? Lão bảo vệ lùi về phía sau, rút bộ đàm, muốn gọi cho mấy người đồng nghiệp khác tới trợ giúp, mọi người cùng nhau tìm cách. Đúng lúc này, miệng đứa bé kia đột nhiên mở ra, hướng về phía lão, phát ra một tiếng kêu kinh hồn đáng tởm. Miệng nó rất to, hoàn toàn không phải miệng của người. Mẹ kiếp!
Lão bảo vệ kinh hồn, không khỏi mắng một tiếng, quay người chạy ra xa. Trang Vũ Ninh vốn đứng dưới cửa hiên phòng an ninh, nhìn thấy vậy, cũng chạy theo con đường nhỏ phía trước ra ngoài, nàng cùng lão bảo vệ một trước một sau chạy trốn. Ngày thường đầu con đường này rất tấp nập, cũng chỉ vì mất điện, đêm khuya, trời mưa nên trên đường chẳng có ai. Hai người vừa chạy vừa ngoái đầu lại, vẫn thấy quỷ đồng kia bò sát theo phía sau, càng ngày càng gần. Lúc này, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã đuổi theo khí tức của Trang Vũ Ninh, tới bờ sông. Vì mưa to nên nước sông chảy xiết, nước sông cuồn cuộn đục ngầu khiến ai nhìn cũng sợ hãi. Tiểu Mã nhìn nước sông cuồn cuộn, kinh ngạc nói, chúng ta không phải đi qua chứ. Chúng ta không qua được, cô ấy cũng không qua được. Diệp Thiếu Dương chạy dọc theo bờ sông về hướng hạ du, chạy không tới 100 mét, bị một nhánh sông cắt qua cản lại. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy Thái Nhất Sinh Thủy Phù ở ngay gần, mặc kệ màn mưa chui vào một bụi cỏ ở gần đó, tìm thấy linh phù ướt thẩm. Diệp Thiếu Dương nhặt linh phù lên, bấm ngón tay, quay đầu về bên phải nhìn, vừa may có một tia chớp đánh xuống. Hắn nhìn thấy ở phía xa có một thân ảnh đang đứng, hắn chạy tới, vịn vai Trang Vũ Ninh, hỏi, cô sao lại chạy tới đây? Vừa quay người nàng lại, Diệp Thiếu Dương lập tức sợ hãi, nữ nhân này mặc đồ ngủ, tóc xõa ngang vai, không phải Trang Vũ Ninh, mà là một cái tử thi sắc mặt tái xanh. Nhìn qua tướng mạo khoảng hơn 30 tuổi, nó đang quyệt miệng, bộ dạng rất quái dị. Diệp Thiếu Dương sợ run tới vài giây, tay trái bóp chặt cổ nữ thi, tay phải vòng ra sau gáy, ngón giữa ấn mạnh từ phía sau, nữ thi hé miệng. Diệp Thiếu Dương lập tức buông tay trái, ngón trỏ và ngón giữa nhanh chóng đưa vào trong miệng nữ thi, kẹp lấy đầu lưỡi, siết chặt sau đó kéo mạnh ra phía ngoài, đầu lưỡi bị kéo đến cực hạn nên rụt lại. Trong tay Diệp Thiếu Dương nhiều hơn ba dị vật, mở bàn tay xem xét, đó là ba cái đinh màu đen. Móa nó, bị gạt rồi. Đó là một con rối. Diệp Thiếu Dương dẫm chân thở dài. Cậu có ý gì? Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn. Con rối này bị người khác đưa khí tức của sinh hồn Trang Vũ Ninh vào, cố ý dẫn chúng ta tới đây, Trang Vũ Ninh chắc chắn vẫn còn ở trong nhà, đi mau. Hai người lại bước thấp bước cao trở về. Thời điểm này, Trang Vũ Ninh cùng lão bảo vệ bị quỷ đồng bám sát, đi khu nhà gần một khoảng công trường. Lão bảo vệ mấy lần thử gọi di động, đều không được, bộ đàm khi chạy cũng rơi mất. Hai người tới gần một tòa nhà cao tầng vừa mới xây xong, cũng không có cửa chống trộm, chỉ có một cái cửa xoay không khóa. Lão bảo vệ không kịp thở hô Trang Vũ Ninh, cứ chạy như vậy không thể được, tới khi chúng ta mệt mỏi, nó sẽ đuổi kịp. Chúng ta cứ tìm một chỗ trốn đi. Nói xong, chạy đến dưới lầu tòa nhà, quay đầu lại đã thấy quỷ đồng cũng sắp đuổi tới chỗ Trang Vũ Ninh, cúi đầu muốn tìm cái ném nó. Nhìn quanh thấy dưới bậc thang mấy túi vật tư đã mở, bị mưa làm vỡ tung tóe. Trong đó có nửa túi bột đá vôi trắng, đột nhiên lão nghĩ đến mấy chuyện dân gian đồn rằng quỷ sợ vôi. Lão bèn quay người lấy một vốc lớn, ném qua chỗ quỷ đồng. Quỷ đồng quả nhiên lui lại. Lão bảo vệ thấy hữu hiệu, lại lấy một vốc lớn ném tiếp, chạy về phía Trang Vũ Ninh hô lớn, cô nương nhanh chạy, tìm một chỗ trốn đi. Trang Vũ Ninh lão đảo bò lên trên bậc thang, đẩy cửa xoay, quay lại nói. Ông cũng tới đây nhanh. Cô đi vào trước, cứ tìm một chỗ trốn thật tốt. Trang Vũ Ninh đành phải vào trước. Lão bảo vệ lại nắm hai vốc vôi, đứng lên định ném, đột nhiên phát hiện không thấy quỷ đồng đâu. Đang do dự thì bên người lão truyền tới một tiếng cười quái dị, lão quay đầu thấy gương mặt trắng bệch của quỷ đồng trên vai, đang cười toe toét miệng. Đi chết đi. Lão bảo vệ từ sợ hãi chuyển thành tức giận, nhét một nắm vôi vào miệng quỷ đồng. Ngao. Quỷ đồng kêu lên một tiếng phẫn nộ, rơi trên mặt đất. Lão bảo vệ quay người đẩy cửa xoay, đưa một nửa người vào, chân sau vừa mới giơ lên đã bị cái gì đó níu chặt không thể động đậy. Quay lại đã thấy quỷ đồng đang ngồi dưới đất, hai tay ôm chân lão, cười quái dị. Một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng lão, chỉ sau một giây cửa xoay đã xoay tròn, cửa thủy tinh kẹp chặt thân lão. Lão bảo vệ dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không thể thoát ra, cửa thủy tinh càng ngày càng khép chặt. Sau đó da thịt lão bị kẹp nát, máu tươi phun ra, rồi tiếng xương cốt vỡ vụn dần vang lên. Trang Vũ Ninh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, quay lại nhìn, trước mắt là một cảnh tượng đáng sợ, lão bảo vệ bị kẹp chính giữa cửa, toàn thân máu chảy như rót, thân thể từng chút một đứt rời. Trang Vũ Ninh do dự định quay lại cứu người, đúng lúc này,
nàng thấy quỷ đồng toàn thân màu trắng đang đứng ngoài cửa xoay, lẳng lặng nhìn nàng. Lão bảo vệ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị cửa kính kẹp chặt từ ngực chia thành hai đoạn, một dòng máu tươi phun lên tấm cửa thủy tinh trong suốt, chậm rãi chảy xuống. Ông ấy vẫn còn chưa chết, nửa người trên vẫn cố đứng lên, hai tay bám lấy cánh cửa, vẫn muốn trở vào. Cuối cùng ông cũng lìa đời. Nước mắt Trang Vũ Ninh rơi lã chả, nàng xoay người, chạy vào trong tòa nhà cao ốc. Tới lúc đi ngang qua thang máy, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Trang Vũ Ninh trong đầu cũng chỉ có ý niệm chạy trốn, không chút suy nghĩ gì liền đi vào. Cửa thang máy khép lại, đèn sáng lên rất yếu ớt, Trang Vũ Ninh nhìn thoáng qua phím chọn tầng cao nhất, tầng 18. Lúc thang máy bắt đầu chạy, Trang Vũ Ninh mới chú ý thang máy này là loại thang máy ngắm cảnh, bốn phía trong suốt đều có thể nhìn ra ngoài. Nhìn từ trên cao chỉ thấy một khoảng rộng như quảng trường vạn đạt, chỉ là tất cả đều trống trải, chẳng có thứ gì. Thang máy di chuyển vô cùng chậm tới tầng 2, Trang Vũ Ninh đột nhiên trông thấy đứa bé trắng như giấy kia đứng ở phía hành lang đối diện. Nó đang lẳng lặng mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn nàng, tới khi thang máy đi lên, nó ngẩng đầu lên nhìn theo, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí ánh mắt điềm tĩnh giống như các đứa trẻ bình thường khác. Thang máy qua tầng 2, Trang Vũ Ninh mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng đến tầng 3, đứa bé kia lại xuất hiện trên hành lang. Từ đó về sau mỗi khi tới một tầng mới, đều có thể thấy thân ảnh của quỷ đồng kia đứng ở phía hành lang đối diện. Trang Vũ Ninh hoàn toàn sụp đổ, dựa lưng vào thang máy, trượt xuống từng chút một. Nàng chỉ biết bụng mặt nghẹn ngào khóc, số trên thang tăng lên từng chút một. Đến khi thang máy đi lên tầng 18, Trang Vũ Ninh mạnh mẽ đứng lên, bản năng muốn sống khiến nàng bắt đầu dự tính trong đầu tất cả những thứ phải làm sau khi cửa thang máy mở. Nàng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, thang máy đã tới tầng 18, lúc này quỷ đồng lại không hề xuất hiện ở hành lang bên ngoài. Sau một tiếng tinh, cửa thang máy từ từ mở ra, bên ngoài không phải mấy gian hàng mà chỉ là hành lang tối om. Trang Vũ Ninh không dám ra khỏi thang máy, vì vậy nhấn nút đi xuống tầng 1. Lại một tiếng tinh nữa vang lên, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Trang Vũ Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đột nhiên một tiếng phanh vang lên, một đôi bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết trắng giữa hai cánh cửa sắt, mỗi bàn tay nắm lấy một bên cửa, mạnh mẽ kéo ra một khe hở. Quỷ đồng đưa đầu qua khe hở, cười hành hạch tiến về phía Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh hà hơi vào bàn tay phải, đánh vào giữa trán quỷ đồng ngã ngửa về phía sau, lăn một vòng rồi biến mất không thấy gì nữa. Cửa thang máy không đóng lại, đèn cũng tắt. Trang Vũ Ninh đành phải chạy dọc theo hành lang tối om, nàng chỉ thấy một chùm sáng từ một bậc thang không xa chiếu tới. Nàng vội vàng chạy tới, leo lên bậc thang. Trang Vũ Ninh dừng lại xem xét bốn phía, phát hiện mình đã lên tới sân thượng của tòa nhà. Đúng lúc này, một cái bóng trắng từ trong bóng tối nhào lên, đợi tới khi nàng phát hiện ra, bàn tay phải muốn đánh tới thì đã chậm. Mưa tạnh, gió cũng ngừng. Hai người Diệp Thiếu Dương lần tới khu nhà, vừa muốn đi vào, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, cúi đầu nhìn một chỗ lõm đã đầy nước trên mặt đất, nói, có quỷ khí. Tiện tay lấy từ ba lô ra một chút chu sa, rải trên mặt đất, chỉ sau vài giây chính giữa chỗ lõm xuất hiện mấy dấu chân màu đỏ tươi, nhìn qua dấu chân cũng biết chỉ là đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi. Dấu chân quỷ. May mắn là mặt đất có nước, làm quỷ khí không bị tán mất, đi mau. Diệp Thiếu Dương nói xong, chạy theo hướng của dấu chân, Tiểu Mã theo sát phía sau. Tới giao lộ, Diệp Thiếu Dương rắc thêm chu sa trên mặt đất, chẳng bao lâu sau lại xuất hiện thêm mấy dấu chân quỷ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục chạy theo hướng của dấu chân, chạy qua hai giao lộ, tới phía trước một tòa nhà cao tầng. Không cần rải chu sa tiếp thì Diệp Thiếu Dương đã ngửi thấy mùi máu. Cứ theo mùi máu mà đi tới chỗ cửa xoay, chỉ thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Một người mặc quần áo của bảo vệ, thân thể đã bị cửa xoay kẹp thành hai đoạn, một nửa người vẫn nằm ở phía ngoài cửa. Trên mặt đất chảy đầy máu, đôi chỗ còn sót lại nội tạng và ruột. Mau báo cảnh sát, gọi điện thoại trực tiếp cho Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương nói với Tiểu Mã, nhanh chóng đi tới trước cửa xoay, tay phải kết pháp ấn, một trảo đưa tới trước. Đột nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo, là một người bảo vệ nam khoảng hơn 50 tuổi, trên mặt vẫn còn vẻ chua xót ngoái nhìn thi thể trên đất. Diệp Thiếu Dương trực tiếp hỏi ông ta, chết như thế nào? Tôi bị quỷ đồng kia giết. Lão bảo vệ thở dài, đáp.
Lão chắp tay vái Diệp Thiếu Dương khẩn cầu, đại pháp sư giúp tôi làm chủ. Quỷ đồng. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, có phải nó đuổi theo một cô nương mà đến? Đúng đúng, cô nương kia đã đi lên rồi, đại pháp sư nhanh cứu nàng. Diệp Thiếu Dương không có thời gian hỏi tiếp, vẽ một lá dẫn hồn phù, dán trên trán âm hồn, nói, ông có linh quang, khi còn sống nhất định đã làm việc thiện, kiếp sau sẽ có hồi báo, siêu thoát đi thôi. Âm hồn của lão bảo vệ lập tức hóa thành một làn khói, bám vào linh phù bay về phía xa xa. Đã báo cho Vũ Tình tỷ rồi, cô ấy sẽ dẫn người tới. Bây giờ phải làm sao? Tiểu Mã để điện thoại di động xuống, hỏi. Lên lầu. Diệp Thiếu Dương xông vào tòa nhà, chạy về phía cầu thang. Tầng cao nhất đó, sao không vào thang máy? Vừa mới dứt lời, Tiểu Mã như nghĩ ra, vỗ vỗ đầu, đúng, tòa nhà này còn chưa xây xong, 8 phần 10 thang máy không có điện. Đi tới đầu bậc thang, Tiểu Mã cương muốn đi tiếp thì đã bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Hắn làm một cái thủ thế bảo Tiểu Mã chớ có lên tiếng, nghiêng tai nghe ngóng, chỉ thấy âm thanh của người chân trần đang đi trên bậc thang, bước đi lại vô cùng chậm. Nếu không phải ở bên trong quá mức tĩnh lặng, lại có tiếng vang, căn bản không thể nghe thấy. Đây là... Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, kéo hắn lùi về phía sau, đi vào trong một gian phòng trống, nghiêng người nhìn ra phía ngoài. Chỉ một lát sau, một bóng người từ cầu thang bước ra, đúng là Trang Vũ Ninh. Áo ngủ màu đỏ trên người nàng đã ướt đẫm, dính sát vào người, làm lộ ra đường cong mê hồn. Nhưng hai người Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian rảnh thưởng thức thân hình bốc lửa của nàng, ánh mắt chỉ nhìn khuôn mặt nàng. Khuôn mặt nàng lúc này như một người mất hồn, ánh mắt trống rỗng, như bị một người kéo về phía trước, thân thể bước từng bước cứng nhắc về phía cửa lớn. Tiểu Mã hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, không phải cô ấy biến thành cương thi rồi chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cô ấy chưa chết, chỉ là bị nhập rồi. Quỷ đồng kia đang nhập vào người cô ấy, muốn đưa cô ấy đi. Tiểu Mã lập tức hỏi, tới đâu? Tôi nào biết? Diệp Thiếu Dương quan sát một lúc mới nói, hiện tại nàng đã bị nhập rồi, nếu tôi ra tay chỉ sợ quỷ đồng kia chó cùng rứt dậu, gây bất lợi cho Trang Vũ Ninh. Quỷ đồng muốn giết chết nàng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hai ta phối hợp một chút, bảo đảm không có sơ hở. Sau đó hắn nhỏ giọng thì thào cùng Tiểu Mã vài câu. Tiểu Mã nghe xong nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong, cậu lên đi. Chương 290, lai lịch quỷ đồng. Thừa dịp khi Trang Vũ Ninh đi tới hướng cửa xoay, Diệp Thiếu Dương rất nhanh lao ra. Tay hắn nắm đấu mực, một tay nắm lấy đầu dây chu sa rồi dùng sức bắn ra, đấu mực bay ra. Trang Vũ Ninh cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương với ánh mắt hung dữ. Nhưng cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị đấu mực đánh trúng vai phải, Diệp Thiếu Dương thuận thế kéo một cái, đấu mực đã cuốn một vòng trên cổ Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh hú lên quái dị, lập tức thò tay bắt lấy dây chu sa. Diệp Thiếu Dương từ phía sau rất nhanh nhào tới, hai tay túm lấy hai đầu dây, sau vài giây đã bện được một cái pháp kết. Dùng sức kéo thêm một lần nữa, dây chu sa mảnh như vậy nhưng lại khiến thân thể Trang Vũ Ninh bị kéo ngã về phía sau. Đúng lúc này, Tiểu Mã phi thân tới, miệng hô to, Vũ Vũ, đắc tội. Tiểu Mã đá một cước vào bụng Trang Vũ Ninh kêu thảm một tiếng, thân thể bay theo hướng ngược lại, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong dây chu sa vẫn còn có một bóng người, là một đứa bé nam toàn thân trắng bệch, hai tay đang nắm lấy dây chu sa. Nó lăn mình trên mặt đất quay cuồng dãy dụa, thỉnh thoảng còn đứng lên, nhếch môi, định tới thổi hơi vào mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bóp chặt cổ họng của nó, tay kia nhanh chóng dán một lá bùa trống lên miệng nó. Hắn dùng móng tay bắn ra chu sa, nhanh chóng vẽ lên phù vài nét. Một hơi quỷ khí từ miệng quỷ đồng thổi ra, khiến linh phù nổi lên một cái im mụn, nhưng một chút quỷ khí cũng không thoát ra được, tất cả quỷ khí lại bị bức vào trong người quỷ đồng. Đúng lúc này, chuyện kinh khủng đã xảy ra, trên mặt quỷ đồng đột nhiên xuất hiện vài đường chỉ mây đen, tổng cộng 7-8 cái, đối lập hoàn toàn với màu da trắng bệch của nó. PHOC 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 PHOC. Một sợi chỉ nổ bung, trên khuôn mặt trơn bóng của quỷ đồng nhiều thêm một vết thương, làn da bên ngoài thay đổi, máu cùng da thịt cũng dần chảy ra. Nhìn thấy mà giật mình. Kinh vãi. Tiểu Mã thì thào tự nói. Diệp Thiếu Dương tay trái vẫn túm cổ quỷ đồng, ngón cái tay phải ấn lên ấn đường của quỷ đồng, miệng đọc chú ngữ. Ngón cái nâng lên, kéo ra một hư ảnh,
chỉ vài giây đã tiêu tán trong không khí. Lại không kéo ra được mệnh hồn. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, lấy đinh diệt linh từ trong thắt lưng ra, dùng sức đâm xuống mặt quỷ đồng. A a a, quỷ đồng lớn tiếng kêu rên, tay chân cố sức giãy giụa, lại bị một tay Diệp Thiếu Dương giữ chặt. Đinh diệt linh đâm mạnh một cái, máu đen không ngừng chảy ra, thân thể quỷ đồng dần quắt lại, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một vũng máu. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, vẽ một lá phù ném vào trong vũng máu, linh phù vừa gặp phải máu, lập tức bốc lên một ngọn lửa xanh. Chỉ trong chốc lát tất cả máu đã hoàn toàn bị thiêu hết, sàn nhà lại sạch bong như lúc ban đầu, không để lại chút dấu vết nào. Diệp Thiếu Dương đi tới bên người Trang Vũ Ninh, thấy nàng vẫn còn hôn mê, liền để cho tiểu mã cõng nàng. Vừa ra khỏi tòa nhà thì bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, hai chiếc xe cảnh sát đã đậu ở phía trước tòa cao ốc. Tạ Vũ Tình xuống xe đầu tiên, dẫn theo mấy người cảnh sát, đi lại hướng Diệp Thiếu Dương. Thấy cảnh tượng thê thảm tại cửa xoay, cả đám ngây ngẩn cả người, một nhân viên cảnh sát kêu lên, làm sao có thể? Cửa xoay kẹp chết người, hơn nữa kẹp tới mức độ này. Tạ Vũ Tình biết là quỷ quái quấy phá, nên cũng không trách cứ bọn họ. Sau khi an bài mấy người đi lấy vật chứng, tự mình đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhìn thoáng qua Trang Vũ Ninh đang hôn mê, nói với Diệp Thiếu Dương, có người chết tại đây, bất kể như thế nào cũng phía cảnh sát cũng phải lấy khẩu cung của mấy người. Hiện tại có được hay không? Diệp Thiếu Dương đáp, không có việc gì nữa rồi, đi thôi. Tạ Vũ Tình vì vậy chọn một xe cảnh sát để cho bọn hắn lên, gọi một nhân viên cảnh sát tới, bảo hắn phụ trách giám sát hiện trường, lấy vật chứng cùng ghi chép. Còn nàng tự mình lái xe đưa mấy người Diệp Thiếu Dương tới đội cảnh sát hình sự của thành phố. Tới nơi, Tạ Vũ Tình tìm hai nữ cảnh sát đưa Trang Vũ Ninh đến phòng nghỉ, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã tới phòng bên cạnh. Trên danh nghĩa là ghi khẩu cung nhưng Diệp Thiếu Dương lại bảo Tiểu Mã kể lại chuyện đã trải qua, còn hắn ngồi trầm tư dựa lưng trên ghế. Đợi Tiểu Mã kể lại hết thảy sự tình, Tạ Vũ Tình khó tin hít một hơi, buông bút, cười khổ nói, bản tường thuật thì không thể lưu lại, đợi tôi nói chuyện với lãnh đạo một chút, tiện thể gọi thêm chút đồ, giải quyết nốt chuyện này. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, tuy chết một người nên việc xử lý có chút phiền toái, nhưng cũng tốt là ngươi cũng đã diệt được nó rồi, sự tình cũng đã chấm dứt. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái, đáp, ai nói quỷ đã bị diệt? Tôi diệt chỉ là một phần hồn phách của nó, không phải chân thân. Hắn vừa nói xong, Tạ Vũ Tình cùng Tiểu Mã giật mình. Tạ Vũ Tình nói, vậy chân thân nó ở đâu? Tôi làm sao biết, chuyện này phức tạp vô cùng, không đơn giản như mấy người thấy đâu. Đợi Trang Tiểu Thư tỉnh lại, tôi muốn hỏi cô ấy một số chuyện. Tạ Vũ Tình nói, các ngươi đi thay quần áo đi, nhìn xem, ướt như chuột lột vậy. Được nàng nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện toàn thân mình đều đẫm nước, dưới chỗ ngồi đã có một bãi nước lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, dầm mưa cũng dầm cả đêm rồi, trước hết như vậy đi, cứ trở về rồi nói sau. Còn Trang Tiểu Thư cũng không thể để cô ấy như vậy, hay cô tìm cho cô ấy một bộ quần áo đi. Tạ Vũ Tình cười cười, ngươi còn biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy. Cái gì đây? Cô ấy vốn đã bất tỉnh rồi, nếu mà phát bệnh thì phiền lắm, tôi còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi cô ta. Yên tâm đi, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tiểu Mã thúc vào cánh tay Diệp Thiếu Dương, ngập ngừng nói, cô ấy bất tỉnh không phải do một cước kia của tôi chứ? Cậu cho rằng cậu một cước của cậu lợi hại như vậy? Cô ấy bị phụ thể, âm hồn bất ổn, hôn mê một thời gian ngắn là bình thường. Đúng lúc này nữ cảnh sát được Tạ Vũ Tình phái đi tới báo cáo, Trang Vũ Ninh đã tỉnh. Tạ Vũ Tình nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Đi tìm cô ấy thôi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, nói. Trang Vũ Ninh đã mặc một cái áo ngủ sạch sẽ, ngẩng người ngồi trên chiếc giường trong phòng nghỉ, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tới, ánh mắt nàng lập sáng lên, hỏi, Diệp tiên sinh, anh đã giết quỷ đồng kia? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng hỏi lại, Trang tiểu thư, lại lịch thật sự của quỷ đồng kia là gì? Trang Vũ Ninh nghe xong lập tức sửng sốt. Tiểu Mã cùng Tạ Vũ Tình cũng ngây ngẩn. Đến Diệp Thiếu Dương là thiên sư cũng không biết, Trang Vũ Ninh làm sao biết được? Nhưng ngược lại, Trang Vũ Ninh cúi đầu, ngập ngừng nói, Tôi có thể hỏi cô như vậy, chắc chắn đã nắm đầy đủ manh mối, cô tốt nhất nói thật. Bằng không chuyện này tôi không quản nữa, tiền cô đưa tôi sẽ trả đủ. Về sau nó còn tới tìm cô,
phiền cô mời người khác cao minh hơn tôi. Dù Diệp Thiếu Dương khích tướng nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Không, không. Trang Vũ Ninh liên tục khoát tay, đáp, Diệp tiên sinh, tôi sẽ nói. Anh nhất định phải giúp tôi, thêm tiền cũng được. Hết chương 290. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.